biển người mênh mông. Có một số người như hoa sen, chỉ có thể lặng ngắm từ xa. Một số người như trà nóng, có thể thưởng thức thật gần. Một số người như ngọn gió, không cần quá bận tâm. Một số người lại giống với cây cao, có thể yên tâm khi dựa vào. Đời mỗi người là một hành trình tu dưỡng. Tâm nhu thuận rồi thì tất cả đều ổn định. Lòng vui vẻ rồi thì hạnh phúc sẽ tìm về. Cuộc sống cũng giống như một ly trà, đầy cũng được, mà phơi chút cũng chẳng sao. Hơn thua để làm gì? Đậm thì tốt, mà nhạt chút cũng hay. Đều có mùi vị riêng của nó. Nóng thì uống ngon, mà nguội thì uống mát. Có trà là vui rồi. Uống nhanh mau cạn, mà chậm chậm cũng xong. Cuối cùng rồi cũng hết. Cuộc sống này, khi bận lòng mà đau khổ, do nghi ngờ mới tổn thương. Nếu xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng ra sẽ nhẹ nhàng. Xét cho cùng, chúng ta đều chỉ là những lữ khách đi qua trong cuộc đời này. Có rất nhiều việc, nhiều người mình không thể làm chủ được. Cố gắng giữ một tinh thần lạc quan, làm tròn trách nhiệm của mình, còn lại để tùy duyên là được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau, được theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập, đạt giác ngộ giải thoát.